Bây giờ thì mình sẽ xem hai anh xà lan qua nhau trên chỗ này nha. Chỗ này thì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Đang xuống nha. Rồi, dính ngang bên kia. Xong rồi các anh đang bê vô trong đây các bạn. Rồi, bê dữ dằn. Kìa, tắt cây dừa luôn rồi. Quá căng rồi. Bây giờ anh sẽ xử lý nha các bạn. Đoạn này nó rất là nguy hiểm nha. Qua đây thì nước nó sấy rất là dữ nha. Từ thôi. Đấy lên luôn. Xuống dưới này thì gặp một anh xà lan là lớn như các bạn. Bây giờ thì anh đang né nha. Mình chào các bạn nha, rất chào lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục vlog của quẹo, mình sẽ quay những anh em xà lan qua đây cho mọi người cùng xem nha. Đây, hiện tại thì có một chiếc xà lan đang né một anh ghe đây các bạn. Đây là buổi sáng nha, buổi sáng thì hôm nay nước nó đổ đây các bạn. Hôm qua thì cũng tầm giờ này các bạn, nhưng mà nước nó không có chảy như thế này đâu nha. Anh xà lan đang đi xuống dưới, trên kia thì cũng có một anh vừa mới qua nữa nghe các bạn. Chúc mấy anh em đi nghề xong nước xà lan cũng như các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Chúc mấy anh tài công thì luôn thượng lộ bình an nha các bạn. Anh này anh nghe bầu anh khá là cao nha. Tướng anh cao dữ vậy trời. Một chiếc vỏ ủi xịp, cái chân dịch rất là bự nha các bạn. Đang từ từ đi xuống nha. Đây mình thấy anh quạt quạt như thế này thì rất là đẹp nha các bạn. Đang thả xuống nè. Phía trên thì xà lan xuống rất là đông nha. Đây cái chân dịch để trên thì nhìn rất là đẹp nha các bạn. Quá phê luôn kìa. Đang đi nước xuôi nha. Xuống dưới này thì gặp một anh xà lan thật là lớn nha các bạn. Bây giờ thì anh đang né nha. Trời ơi, kìa. Quá dữ rồi. Chân dịch rất là bự nha. Giờ anh thả trôi nước luôn hay gì nè. Wow. Đang lách đi mà né nha các bạn. Anh xà lan kia thì có trên 1.000 tấn đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ xem một anh xà lan đá từ phía trên đi xuống nha các bạn. Anh này đi nước xuôi nha. Rồi xuống với tốc độ cao quá trời vậy nè. Wow, ok. Bạn thấy không, khi mà xuống như thế này thì nó bê rất là dữ nha. Dạo này nước nó đổ rất là dữ các bạn. Kìa, bánh bê kìa. Quá dữ rồi. Bây giờ thì mình sẽ xem anh tài công mình sẽ xử lý cái ca này nha các bạn. Trời ơi, muốn bứt cái kinh luôn rồi các bạn. Khá là căng nha. Đang lấy lại từ từ. Các bạn xem làm kìa, mũi quá thì cao. Cao lên cái này ở đây. Trời, các bạn thấy anh lách ghê chưa? Đó. Giờ anh sẽ ép sát về phía bên kia và anh sẽ đi thẳng nha các bạn. Cái ca này khá là chua. Đây
Để cái anh này anh vượt lên luôn đây các bạn. Dữ rồi mấy anh này, mấy anh đứng ra lên chơi luôn đây các bạn, để mà quan sát tiếp nha. Dạo này xà lan xuống rất là đông. Trở lại với anh xà lan bự của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ xem ảnh đi lên đây các bạn. Như là mình nghe ở trên có chiếc xà lan đi xuống á. Anh này anh đang thả lên từ từ nha các bạn. Men bự bự lên thì khá là cực nha. Đây anh xà lan ở trên nó đi xuống đây các bạn. Con xà lan thẳm nha. Mình thấy là cái ca này khá là gối á. Anh này thì ảnh lên luôn nha các bạn, anh không có tấp vô nha. Anh kia thì anh cũng rất là bự nha. Rồi cái ca này nó hồi hộp dữ vậy ta. Anh kia anh vừa bự anh vừa dài nữa. Đang xuống nha các bạn. Nước nó đổ rất là mạnh nha. Anh kia đang xuống nước sôi nữa. Rồi này bự quá cho bự rồi. Bây giờ thì mình sẽ xem hai anh xà lan qua nhau trong chỗ này nha. Đoạn này thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Đang xuống nha. Rồi dính cái anh bên kia rồi. Xong rồi cái anh này anh đang bê vô trong đây các bạn. Trời ơi. Bê dữ với anh. Trời ơi kìa tắt cây dừa luôn rồi. Quá căng rồi. Bây giờ anh sẽ xử lý nha các bạn. Đoạn này nó rất là nguy hiểm nha. Qua đây thì nước nó sấy rất là dữ nha. Từ thôi. Đây bây giờ thì anh tăng tốc đi qua cái đoạn này các bạn. Nếu mà đậu đây thì rất là nguy hiểm nha. Sao ăn lên xuống rất là nhiều nha. Chỗ này thì càng về chiều thì nước nó càng sấy các bạn. Đây là một chiếc xà lan chở đá nha các bạn.
bầu nó sát ra đây.